Xin chào các bác nhé. Hôm nay lại dẫn mọi người đi câu cá tự nhiên. Thì điểm câu hôm nay là chúng ta sẽ đi ở đập Đồng Mô Sơn Tây, Hà Nội. Thì bây giờ sẽ xuống một cái điểm dưới này. Hôm nay đang bị đau bụng, đau lưng nên là phải quấn khăn đấy bác. Này đau lưng, cái này đường rất là dốc đi. Thời tiết khá là mát. Đây, mình ngồi đây. Ở đây sợ vừa, phải như cây à? Cây là cần dài như thế. Đi kênh kia kìa. Hả? Cũng thế thôi. Thì hình là cái chỗ đằng kia là ở gần bờ rất nhiều cỏ, nên là rất là khó ra cần. Tôi sợ đấy là nó khi mà ra cần nó ăn vào cái bờ cỏ thì mồi nó không xuống được. Thì bây giờ mấy anh em chuyển ra cái khu vực bên này xem. Đây thì nó gần bờ hơn. Hả? Đây còn mình không biết địa hình như nào, rất là khó. Đấy, cá quẫy đầy. Lên một tí này, ô trên này này. Đấy, anh bảo là không ra cái bờ kia. Bờ giữa đấy. Ừ. Thế hẳn bờ giữa ngồi đây cũng được. Vọt. Lưỡi gì? Lưỡi cái ấy của em chưa? Cắn được cái lưỡi. Nghe em nhớ. Nghe ngoài rồi. Lưỡi hay gì? Mẹ. Có một cái đứt này. Có một cái kia rồi, còn cái kia nữa kìa. Này dài quá. Đã chín rồi. Chú. Hay em thú cả. Dạ. Sao bên đây câu chú ngồi đây không ngồi được. Vâng, ngồi đây nó rồi, ok chú. Chú đợi tí. Chú phải toàn thấy đá ong sao chú nhỉ? Ừ. Đấy đứt rồi đấy. Để sâu quá. Đây nó có cho ngồi câu đâu. Yeah. Nó giữ nó không cho vào. Sang bên đây lại thoải mái. Cái bờ ngang này là có một bác vừa mới ra, bảo là cái chỗ này người ta không cho ngồi, nên bảo vợ chồng tôi vào phía bên trong kia thì ngồi câu thoải mái. Chắc chỗ này là họ sang bên bờ bên kia có cái đảo, chắc họ không cho ngồi câu. Đang tầm rất là nhiều cá vào đến rồi mà là phải chuyển hộ. Vợ chồng tôi thì chuyển vào cái khu rìa bờ này, thì cái chỗ này nước khá là nông, nó khoảng độ hơn 1 mét nước, 1,5 mét nước, và nước rất trong nên là rất là khó câu. Thì rìa bờ này chủ yếu là cá rô phi là chính, với cá dầm đất. Thì cái chỗ vừa rồi là nó hơn 4 mét nước, khả năng là va hàng nhiều hơn, nhưng mà chỗ này rất là khó, vướng cây lên không thể đánh cần dài được, chỉ đánh cần 3,6 mét, 3,9 mét. Tưởng thế nào? Cân đi. Cân à? Được mấy con rồi mà tương báo tính cân. Được con rô to. Vàng 3 cây. Đi về luôn. Người vàng như là thép đi.
Mãi mấy bơm. Cá. Quý không tép à? Thì quên đấy. Quý một lô. Ra đèn chưa? Chuột thẳng phát này ra xong rồi để vớt vuốt vào này. Mắt. Mắt. Bốn con nha. Gì? Gì? Tính nào thì con cái này đi. Tính sao bảo tính hết. Thế biết đâu đấy. Biết câu cơ. Biết câu cơ vát vát. Ui 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 ui. Ui con gì đấy. Rô. Biết câu ha. Wow. Wow. Nhanh mừng bây giờ. Chủ khá ghê. Người ăn được đấy quý ạ. Mày không biết cái màu màu ấy đâu. Mình có câu được đâu mà thích nhỉ? Dạ. Trời hơi ác. Phải câu cơ. Đi ra tay. Nhớ cái hạt mì. Mưa. Mưa. Mưa bước. Mưa chạy không kịp á. Không chạy lên đây được, chỗ kia phát mấy xe. Mặt thế. Úi da, ấy là vật vật vật. To vãi. Gì đây? Lầm đất khổng lồ. Dạ, đưa lên xem. Đây. Đây con dầm đất. Ở đây đã được ai được con dầm đất chưa? Quan trọng à, chỗ đấy à. Thank you.
con chép lần trước ông bắt về ông định cho ấy đó, thì nó chết ngỏm cả con ta con chép con biết được thảo cũng thả đi cho anh nhanh mua mấy con cá trọi vào đấy thả chết này. Con chép lần trước ông bắt về ông định cho ấy đó, thì nó chết ngỏm cả con to con chép con giết của tôi thả ông thả đi cho nhanh mua mấy con cá trọi vào đây thả chết này. Ok tưởng gì đâu đất tính cân với tôi à. Lẫn rồi. Thầy cho nhiều cũng độc quá. Dù chặn hết rồi đâu. À rất nhiều mồi không? Xong cuối cùng lại ấy. Xong cuối cùng lại không va được con hàng nào rồi xả bớt mồi. Mấy thả nữa. Nhỡ hộ phát. Dọ xa tít thì tôi. Cái này nướng ngon lắm. À, bữa này là xương. Sợ nhỏ nó ăn sinh ở bụng ra này. Không. Khả năng hôm nay ăn nhiều đồ quý quá, con nào hôm nay sinh bụng luôn. Ôi, như chửa. No hết rồi, nó không được nữa rồi. Kiếp. Của tôi làm cái bẫy tôm quá nha. Cho ít thính rượu vào đây. Bẫy tôm. Thấy nó vào chưa? Khá quá. Đầm đất khá quá, đầm đất to quá. Ôi trời, khổng lồ quá. Con này ăn nhiều lắm, bụng to xanh như này. Như con trôi ấy. Này rất đẹp. Chấm. Chấm lột đẹp chưa? Đẹp quá. Mình cũng chơi mồi bé mình đánh dập đất còn mình thả bé nó con. Ở đây nhiều đầm đất ghê nhỉ. Quên xem con ấy bị mù. Mù chắc luôn. Mắt một bé bé. Giật một con bé bé. Tính cân kiểu gì thua rồi đúng không? Đây ạ, sao chuyển sang tính con à? Con này thụt ghê á. Bí có cần dao không? Kéo này. Có dao không? Có. Kéo đâu đây. Làm thêm một cái bẫy nữa các bạn nha. Đấy, cái bẫy này. Không ấy được. Không ấy chọc à?
Lá ở đây, ta cho thêm ít lá, đó. Cho vào đây. Bỏ mấy cái lá đó. Có hà đấy hả? Bống vậy? Ăn bống hả? Đâu? Đã bảo thò tay vào vớt mấy cái lá đó. Đấy, gì ta? Có đàn này. Bống rồi. Con tôm rồi, ba ăn bống hả? Ba ăn bống với tôm nào. Nhiều tôm thế không vào nhỉ? Nữa là cái cước này ngắn quá. Cho mượn nè. Đổi. Dài hơn. Con này còn ngắn hơn đấy. Lên hàng, Cái này ngắn hơn đấy anh ạ. Ngắn lắm, có bỏ. Em buộc hộ anh thêm một cái dài dài không? Thôi ngắn hết thôi rồi. Nó ấy quá, nó sâu quá. Em kiếm, hay kiếm một cành thật nhỏ để quay giật giật đầu cần. Kẹp đôi này, phải kẹp đôi. Kẹp đôi. Yeah. Kẹp đôi một tôm một cá bống. Ban đầu là hai vợ chồng tôi là câu cái chỗ giữa kìa, giữa cái bờ kia. Đấy, xả ổ xong tăm rất nhiều, nó sâu khoảng độ hơn 4 mét nước. Nhưng mà đang câu chuẩn bị ok thì có một cái bác như là người sống bên này, người ta ra bảo là chỗ này người ta không cho câu. Đấy, không cho câu thì mới lại chuyển vào trong này. Trong này thì nước nó đông mà nó trong quá, nên câu nó không ăn thua lắm. Nay nếu mà ngồi ở kia thì chắc chắn là sẽ là cũng dính nhà tầm và rất kiểu mà lại phải sang bên này. Thôi bây giờ chồng tôi đi về thôi. Hôm nay câu không ăn thua. Chỗ này thì rất nhiều tôm cá, tôm bống. Hôm nào các bác mà đến đây có thể lên đây câu hoặc làm cái gì đấy bẫy xong nướng ở đây rất phù hợp với chúng ta đi cắm trại picnic. Đây có thể nếu mà chúng ta có cái áo phao chúng ta xuống phải bơi. Đây, như là bên kia rất nhiều các thanh niên đang ngồi bơi bên kia. Ở đây thì cây cối rất là mát, ngồi đây nướng cá là tuyệt vời luôn. Rô phi nhiều mà cái lưới đây đánh được rồi. Xin chào các bác, hẹn các bác ở cái video lần tới nhá. Giờ chúng tôi đi về đã.
nhưng mà đi câu thì hôm được hôm không. Đó. Thất bại là nhiều hơn là thành công. Được đi câu cập cần giặt cá ngắm phao là vui rồi.